bạn trai con thì cũng chả có vấn đề gì đấy. Thế xong còn một sự việc như thế này mà quý muốn có ấy để cho nó như này, tức là khi đấy sau khoảng gần một năm nó cứ lừa đảo các thứ, nó đi sớm về khuya như thế, mà cuối tuần là nó bảo nó thi thi nọ mới thi kia, đưa cho nó tiền, đưa cho nó đồ ăn là nó đi đấy. Nhưng mà thực ra là nó đi đến nhà cái thằng đấy, đúng không? Thế thì cái hôm đấy bắt đầu là năm 2007, đúng rồi, năm 2007 thì Quý mới ra bến tàu điện ngầm ở Vurka ấy, thì ở gần nhà đấy, thì tự nhiên Quý đi ra thì nhìn thấy tự nhiên nó chạy đi, và hóa ra là tức là ba đứa nó đi với nhau, và con này nó thấy mình thì nó sợ vì nó đang đi với thằng kia. Alo. Thì nó chạy. Thế Quý bảo là sao thế, nó bảo không con không rủ nó đâu. Hả? Cái thứ thì Quý mới bảo nó là thôi cái chuyện đấy mà không biết, nhưng mà bây giờ đã hứa là nó cũng không đi chơi đấy. Mà Quý hỏi nó nhiều lần nhá, hội nhá, Quý hỏi nó nhiều lần là đây con có còn quan hệ với cả các thứ không, thì nó bảo là nó không. Thế hôm đấy thì nó thấy